Kính thưa quý vị, Amy kính là chào đến tất cả quý vị khán thính giả trên đài TV Radio Online của VAE Live Media. Và hôm nay Amy xin giới thiệu đến quý vị một gương mặt mới, đó là anh Vũ Nguyễn, đại diện cho hãng Amerigroup. Hôm nay anh Vũ Nguyễn sẽ trình bày với lại quý vị đồng hương về chương trình lợi ích y tế dành cho người cao niên cũng như người khuyết tật, đặc biệt là qua chương trình COVID-19 này, hỗ trợ trong chương trình COVID-19. Và Amy xin kính chào anh Vũ Nguyễn, thưa anh. Dạ, cảm ơn chị. Trước hết nhất, Vũ xin cảm ơn chị và quý độc giả cho Vũ thời gian để Vũ nói chuyện chương trình này. Thì quý vị muốn biết những thông tin gì thì hãy gọi vào chương trình để mà tụi tôi cố gắng chia sẻ. Dạ. Dạ. Thì qua chương trình ngày hôm nay được biết là cái chương trình mà công việc anh đang đại diện cho Amerigroup cũng như là một cái tổ chức về các chương trình sức khỏe cho đồng hương. Thì qua cái mùa dịch COVID-19 này, cái hãng của anh cũng như là cái tổ chức y tế bên anh có những cái chương trình gì hay dành cho quý vị đồng hương, đặc biệt là cao niên và người khuyết tật hả anh? Dạ, thì Amerigroup tụi tôi thì tụi tôi cố gắng giúp đỡ quý vị. Thì Amerigroup tụi tôi có chương trình gọi là Live Health Online. Thì Live Health Online là một cái chương trình mà trong cái app giống như cái phone vậy đó, mình có thể cài đặt vô cái máy của mình, cái smartphone giống như điện thoại thông minh hoặc là cái máy tính bảng hoặc cái laptop, mấy cái iPad, computer. Thì mình có thể dùng những chương trình đó khi ở nhà, giống như trong thời gian này quý vị không có được ra ngoài ngoại trừ những trường hợp mà cần thiết thôi. Thì quý vị có thể ở nhà dùng cái ứng dụng đó, quý vị có thể gặp bác sĩ, nói chuyện với bác sĩ thông qua chương trình đó, và quý vị không cần phải đến những nơi đó mà có thể khám được bệnh tật của mình, và bác sĩ có thể gửi giấy tờ đến nhà thuốc của mình nếu cần. Dạ, và đây là chương trình anh nói là có thể qua trực tuyến để mà yêu cầu. Dạ. Và những trường hợp nào thì được hỗ trợ thưa anh Vũ? Dạ, thì cũng thực ra cũng có nhiều chương trình trước kia, thì chỉ có một số công ty Amerigroup tụi tôi thì có chương trình Live Health Online thì năm 18 đã có rồi. Nhưng mà bây giờ tại vì dịch 2019 đó, và năm này 2020 đó, thì tụi tôi cũng thấy có nhiều cái công ty cũng có cái gọi telemedicine đó các chị. Thì giống như bác sĩ đi, cũng có văn phòng bác sĩ, bây giờ người ta thay vì gặp bệnh nhân thì ta có thể người bệnh nhân có thể ở nhà gọi điện thoại vào bác sĩ sẽ gửi cái email đến con cái hay là cái người bệnh, thì người bệnh có thể click vào cái link đó, hoặc là người bệnh có thể nói chuyện với bác sĩ. Thì những cái chương trình đó thì thật ra không có cần phải yêu cầu gì hết, chỉ cần những người bệnh nhân đó có nhu cầu gặp bác sĩ và bác sĩ muốn gặp bệnh nhân thì bác sĩ có thể gặp. Còn nếu mà thông qua chương trình Amerigroup thì dĩ nhiên Amerigroup người bệnh nhân đó có Amerigroup rồi, thì người ta chỉ cần tải cái ứng dụng đó xuống, Live Health Online xuống, thì người ta cài đặt và sign up và sử dụng thôi chị. Dạ, như vậy thì như anh Vũ nói thì ở mọi lứa tuổi, các cái tình trạng cũng như là hiện trạng về di trú cũng có thể được khám hả? Ví dụ như chương trình Medicare, Medicaid, rồi các cái bạn nhỏ mà xài chương trình chip cũng có được hưởng cái dịch vụ này hả anh? Dạ, thì đúng rồi chị. Giống như thật ra Amerigroup đó, thì có nhiều người đã có Medicaid đó, tại vì Amerigroup nó có rất nhiều cái plan, cái product khác nhau. Thì những product đó thì có những chip, có Star, Star Plus, Medicare, Medicare Advantage, MMP, nó có rất nhiều program. Thì những program đó, trong một số program đó thì chỉ cần những người đó có cái chương trình của tiểu bang, mà những tiểu bang đó có trong Amerigroup thì người ta có thể sử dụng. Rồi trong trường hợp của bác sĩ đấy, thì như Vũ biết, tại vì Vũ cũng có gặp một số văn phòng bác sĩ đó, thì những bác sĩ đó, người ta khi mà người ta gửi mail, email ra, hay là người ta gửi cái Viber username, thí dụ như vậy đi, thì người bệnh nhân chỉ cần ở nhà, thì những người bệnh nhân đó đâu cần phải là công dân, chỉ cần người bệnh nhân đó là bệnh nhân của văn phòng đó, thì người ta lấy hàng của bác sĩ rồi gặp bác sĩ thông qua những ứng dụng đó thôi.
Thì như vậy thì theo Vũ thấy thì không có cần phải cái nhu cầu, không cần phải là thường trú dân hay là phải là công dân Mỹ. Dĩ nhiên công dân thì nó tốt hơn. Dạ, như vậy thì khi mà để mà được khám hoặc là yêu cầu được khám, được chữa trị thì có phải đi theo cái network không hả anh Vũ? Dạ, nếu mà riêng về Amerigroup đó chị, thì thành viên đó mình dùng, mình đi bác sĩ đó, thì dĩ nhiên cái bác sĩ đó phải có trong cái network của nó chị. Thì đa số nó gọi Amerigroup thì nó có cái HMO, gọi là Home Maintenance, Health Maintenance Organization, thì nó cái network, có cái network của bác sĩ. Thì những người bệnh nhân đó để mà gặp những bác sĩ đó thì mà không, không phải trả tiền hoặc là trả tiền phí thấp hơn đó, thì ra gặp những bác sĩ trong cái network. Dạ, và cũng được chăm sóc tại nhà phải không, nếu như mà những người yêu cầu lớn tuổi hoặc là có tật thì không có đi được? Dạ thưa chị, cái chương trình mà săn sóc tại gia đó thì tôi cũng rất vui là khi chị hỏi về. Thì trước đây đó, những người có Medicare đó chị, thì khi mà người ta có Medicare không mà không có Medicaid, thí dụ vậy đi, thì những người có Medicare không thì đa số người ta thu nhập của ta thì nó cao hơn những người mà có Medicaid nữa. Thì những người đó người ta không có cái chương trình gọi là săn sóc tại gia, mà người ta có thể có gọi là có home health, mà home health với là săn sóc tại gia nó khác nhau. Thì qua năm 20 này đó thì thực ra mấy group tụi em đó, cho những bác có Medicare Advantage vừa có Medicare đó, người ta có hưởng săn sóc tại gia đó chị. Dạ, và để dạ, để làm được vô trong cái AmeriGroup để có nhiều cái dịch vụ hỗ trợ thì có phải đăng ký làm member, hình như có lẽ là anh nói lúc đầu là phải là hội viên, và hội viên này là được miễn phí hay là có phải phí hàng năm hay chi phí ra sao không ạ? Dạ chị, để mà là thành viên của AmeriGroup bên phía Medicare Advantage Plan á, thì người ta không có premium, người ta không có cái premium, không có phí gia nhập chị, hoặc là không có phí hàng tháng. Nhưng mà cũng có AmeriGroup cũng có cái chương trình cũng có phí chị, thì nó tùy theo. Nhưng mà nếu người ta chỉ gia nhập cái Medicare Advantage không á, thì người ta không có phí gia nhập hoặc là phí hàng tháng chị. Dạ, và một gia đình có thể sign up người anh? Dạ, thì gia đình nào có người có Medicare thì người đó có thể sign up chị. Chứ giả sử gia đình có hai người, hai vợ chồng, thì người ta có thể, cả hai có thể sign up nếu người ta muốn. Còn nó không có phụ thuộc vào cái số lượng trong cái nhà chị, tại vì đôi khi có cái nhà đó có thể có 4-5 người ở chung với nhau, anh chị em cũng có Medicare, thì nếu mà những người đó muốn tham gia, người ta có quyền tham gia chị. Dạ, và chương trình này nếu như những người mà không có nằm trong cái độ tuổi hoặc là cái trường hợp của Medicare, Medicaid hay là CHIP thì đó là những người gần như là có bảo hiểm riêng ở bên ngoài, thì có được gia nhập và có thêm cái hỗ trợ nào khác ngoài cái bảo hiểm mà họ có không anh Vũ ha? Chị có thể nói rõ thêm cái câu hỏi của mình đó chị. Dạ. Tại vì nếu mà người ta có Medicare, Medicaid không có người ta không có Medicaid đó chị, mà người ta gia nhập vô AmeriGroup Medicare Advantage thì rất tiếc chị, thì nó không có. Nhưng mà AmeriGroup tụi em nó có rất nhiều chương trình khác nhau, thì những người đó phải qualify thông qua cái tiểu bang. Nếu mà người ta muốn có Medicaid thì người ta phải thông qua tiểu bang trước, Medicaid trước chị. Dạ, và ngay từ đầu thì anh có nói là thường trú nhân, kể cả những người mang gọi là green card, thẻ xanh cũng có thể apply, còn những người đi du học hoặc là các trường hợp khác thì có được apply vào member này không anh? Dạ, theo Vũ biết đó thì người du học đó, người ta không có apply được cái Medicaid hoặc là cái Medicare chị, tại vì Medicare người ta đi làm, ta đóng thế insurance sức khỏe thì đến khi ta 65 tuổi ta bị disable, người ta có thể xin Medicare. Thì những người đó không có chị. Còn về phần mà người thường trú dân đó, thì có những bác ta qua đây, ta trên 65 tuổi không có đi làm, nhưng mà ta xin được cái Medicaid chị, cho nên có một số người cái Medicaid hỗ trợ cho người ta có Medicare, thì những người đó vẫn có thể xin được cái AmeriGroup hoặc là những hãng khác nhau chị. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ để mà đi vào chi tiết của cái chương trình, cái dịch vụ hỗ trợ về y tế này, thì ở bên hãng của anh AmeriGroup có giúp về y tế, ví dụ như check-up hoặc là các cái chương trình sức khỏe khác như thế nào, anh có thể nói rõ được không ạ?
Dạ thì mỗi hãng đó chị thì nó đều có cái chương trình gọi là annual wellness exam hoặc là cái annual physical exam đó chị. Thì theo Vũ biết á thì đa số những hãng nào không chỉ riêng ở Mỹ Group đó đều có cái chương trình để mà giúp cho mình hàng năm check up đó chị, mà không có tốn phí đó chị, thì không có gọi là copay đó chị. Thì theo Vũ biết là đa số thì không có. Dạ thưa quý vị. Dạ. Ngoài cái check up tức là khám định kỳ đi ha, khám định kỳ thì ngoài ra còn có những cái như là kiểm tra những cái phần khác, hoặc là siêu âm x-ray, hoặc là những cái mà sử dụng cho lab thử nghiệm cũng được tính vào trong cái khoản dịch vụ này anh Vũ, phải không ạ? Theo Vũ biết đó thì mấy cái annual work đó, thì mấy cái mà làm hàng năm đó thì đa số nó không có copay đó, nhưng mà lab đó thì cũng tùy theo chị, giống như có những hãng có thể nó có cái copay chị, hoặc là có những tùy theo cái trường hợp, giống như có người có thêm Medicaid và Medicare nữa thì người ta không có cái phí chị. Okay. Thì yeah. Nếu mà quý vị thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho Vũ, thì nó tùy theo cái trường hợp khác nhau đó chị. Dạ. Yeah. Và còn về khám mắt hoặc là khám răng thì có nằm trong cái sự hỗ trợ này không anh Vũ ha? Dạ, nếu mà người ta muốn khám mắt đó chị, như mắt kiến đó, thì thông thường đó, cái medical insurance là giống như là Medicare chẳng hạn ấy, thì nó không có bao gồm cái phần đó. Nhưng mà cái Amerigroup Medicare Advantage thì nó có thêm cái phần phần mắt kiến, nó cho mình khám hàng năm, gọi là khám khám mắt hàng năm đó, thì mà không có tốn copay đó chị. Dạ. Dạ. Thì dạ. Người ta có thể ra ngoài Walmart và làm kiến, thí dụ như vậy đi. Dạ. Dạ rồi. Ở bên anh có giúp người đồng hương của mình điền đơn phải không ạ? À? Dạ, Amerigroup tụi em thì cũng có chị. Dạ thì mấy bác có, giả sử mấy bác cần xin Medicaid chẳng hạn đi, mà mấy bác không biết apply làm như thế nào, thì bác cứ gọi vào Vũ, thì Vũ sẽ cố gắng để giúp cho bác. Dạ, hoặc là có những bác mà quốc tịch rồi đó mà chưa đậu, thí dụ vậy, thì mấy bác cũng có thể gọi vào, thì Vũ cũng cố gắng hết lòng thôi. Dạ, rồi nếu mà không được đó thì Vũ có thể giới thiệu, tại vì Vũ có thể cũng làm cho cái chương trình volunteer đó. Vũ trong cái board director của cái Colorful World Foundation, thì tụi Vũ cũng có những cái cô volunteer, cô là thiện nguyện đó, có thể giúp cho mấy bác về cái xã hội, thì mấy bác cứ gọi vào. Dạ. Vậy thì quá tiện và tốt nữa. Vậy thì anh Vũ có thể trình bày thêm nếu như mà anh cảm thấy nãy giờ còn điều gì phải chia sẻ với lại quý vị đồng hương, mời anh ạ. Dạ, thì như Vũ nói đó, nhân dịp cái cũng phải là nhân dịp gì, nhưng mà vì cái dịch bệnh đó thì Amerigroup tụi tôi cũng cố gắng giúp đỡ quý vị về những nhu cầu y tế. Thì quý vị có câu hỏi gì cứ gọi vào, rồi quý vị nhớ gọi với bác sĩ của mình. Thì trước khi mình gọi với bác sĩ, thì thay vì mình đến bác sĩ đó, thì những văn phòng đó người ta cũng thay đổi cái giờ làm việc đó, hoặc là cái ngày làm việc, cho nên quý vị gọi vào rồi bác sĩ sẽ có thể có những cái cách mà gặp quý vị thông qua trực tuyến, giống như là internet hoặc là nói chuyện bằng phone, mà bác sĩ có thể khám cho quý vị mà quý vị không phải cần gặp trực tiếp, để tránh nguy cơ cho bệnh nhân khác hoặc là cho mình hoặc là cho mình. Thì thông qua những ứng dụng đó chị, giống như Viber chẳng hạn đi, thì người Việt Nam mình có một thời gian xài Viber rất là nhiều, thì theo Vũ biết có bác sĩ trong cái vùng Dallas Fort Worth mình đã có xài Viber nữa, hoặc là email đó chị. Dạ. Thì quý vị cứ liên lạc bác sĩ của mình. Dạ. Và câu hỏi cuối cho chương trình ngày hôm nay đó là anh Vũ đại diện cho tổ chức y tế của Amerigroup cũng như cái Colorful hồi nãy anh nói, thì bên anh là chỉ có làm ở giúp cho ở khu vực Dallas Fort Worth hay là còn những cái khu khác nữa không anh? Dạ, thật ra Dallas Fort Worth là một phần nhỏ thôi. Amerigroup nó là thuộc công ty gọi là Anthem. Thì Anthem nó có nhiều chi nhánh, nhiều văn phòng khác nhau ở nhiều thành phố cũng như tiểu bang khác nhau, giống như Houston cũng có, El Paso, Lubbock, nó có nhiều cái market, có nhiều cái quận hạt khác nhau nữa chị.
Yeah. Rồi nhiều giống như nhiều tiểu bang khác nữa, như Washington, New Mexico, Oklahoma, Virginia, nó có nhiều tiểu bang khác nhau nữa chị. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ Nguyễn rất nhiều trong chương trình lợi ích y tế sức khỏe dành cho quý vị cao niên cũng như quý vị khuyết tật. Và quý vị có những câu hỏi gì thì quý vị liên lạc với anh Vũ trực tiếp. Anh Vũ có thể chia sẻ số phone cũng như là email hay là những cái chi tiết để mà quý vị liên lạc với anh hả anh Vũ? Dạ, quý vị có thể liên lạc cho Vũ số 214-984-2860. Thì Vũ nhắc lại 214-984-2860. Rồi email thì vũ.nguyen@amerigroup.com. Rồi Vũ chúc quý vị mùa bệnh này cố gắng chịu khó ở nhà dùm. Rồi có gì cần nhu cầu y tế thì hãy gọi với bác sĩ hoặc là gọi nhà thuốc của mình, thì có những nhà thuốc người ta có thể gửi thuốc về cho nhà mình mà mình không phải đi lấy đó. Thì chúc quý vị ở nhà an toàn, sức khỏe dồi dào, cố gắng take care người thân của mình. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị... anh Vũ. Dạ, cảm ơn anh Vũ Nguyễn rất nhiều và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Mời quý vị liên lạc trực tiếp với anh Vũ cũng như là hoặc là quý vị có thể email cho đài vaelife@gmail.com. Xin kính chúc tất cả quý vị cũng như anh Vũ và gia đình một mùa spring được thật bình an. COVID-19 không là gì cả. Chúng ta hãy giữ sức khỏe, giữ niềm tin và có đức tin cũng như là có mọi điều an lành. Xin Amy xin thân ái kính chào. Dạ, cảm ơn chào quý vị. Dạ, cảm ơn thời gian quý vị đã lắng nghe chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị.